được chọn ở chung phòng với anh, không phải là em, phải là Khâu. Cái này chương trình ba tập chứ sắp xếp mà. Không, còn sẽ được sự lựa chọn mà. Kể tên ba nhân vật trong truyện Kiều. Thúy Nga. Thì thật sự là khi mà tới cái chương trình này á, có mục tiêu đầu tiên á thì mình là kiếm người yêu. Nhưng trong khi mà đang tìm người yêu, lúc đó thì mình đã phát hiện ra những người bạn rất là dễ thương. Thì nói chung là như thế thôi. Còn ngày mai chuyện gì đến nó sẽ đến. Nên mọi người hãy vui hết đêm nay. Vui. Nếu mà mọi người có buồn, có gì ẩn khuất hay là có gì thầm kín nhất thì mọi người có thể chia sẻ hết lòng giùm em đi. Em chia sẻ hết đó. Em hồi bữa giờ là em vô đây em không có muốn giấu một cái gì cảm xúc gì. Em vui, em buồn, em thích ai, em thương ai, em ghen cái gì em cũng nói cho mọi người hết trơn á. Thì mọi người thể hiện ra hết đi. Đừng giấu nữa. Còn ngày mai nó hết gặp rồi. Còn đêm cuối nữa. Phạm Chí Bảo, 23 tuổi, tattooist, thợ xăm. Phạm Xuân Dâu, 33 tuổi, kinh doanh. Nguyễn Thanh Quý, 29 tuổi, chuyên viên tư vấn hoạt động tài chính. Nguyễn Ngọc Minh, 27 tuổi, nhân viên nhà hàng. Phạm Đức Tuấn, 25 tuổi, kinh doanh, TikToker. Lâm Vương Kỳ, 21 tuổi, dẫn chương trình diễn xuất. Sầm Anh Tài, 26 tuổi, chuyên viên kinh doanh bất động sản. Nguyễn Thái Học, 26 tuổi, chuyên viên trang điểm. Ở tập trước, Bảo với Dâu đã dần xác định tình cảm của mình cho đối phương. Thì mở đầu tập này là cuộc nói chuyện riêng cuối cùng của Học và Quý. Hello em. Hello anh. Gặp nhau nó hoài, nó chán không? Anh thấy thái độ sáng giờ của em không? Thái độ khá là lộ lõm. Không, em là có sao em thể hiện vậy, em không giấu. Không biết. Lúc đầu có thể giấu mà bây giờ không có giấu nữa. Anh thấy tính tình em dễ thương á, anh nói thiệt. Kiểu bị khó chịu quá, dễ thương cái gì? Ý là anh cảm nhận được cái sự dễ thương, khó chịu đồng thời rất khó chịu như vậy. Em hiểu không? Anh rất là thích người yêu mình, thí dụ nha. Mà bực cái gì phải ra mặt bực. Chứ đừng có bực mà cứ ok, không sao, không được, sao không được, sao không được. Thì anh rất là sợ mấy người vậy. Vậy là anh cố tình gặp tức em á hả? Đôi khi anh lại có cảm xúc như vậy sao? Tại sao người được chọn ở chung phòng với anh không phải là em? Anh là Khôi. Anh ở bên đó với Khôi phải không? Đúng rồi. Ok. Cái này chương trình ba tổ chức sắp xếp mà. Không, còn sẽ được sự lựa chọn mà. Thì anh nghĩ rằng là nếu như mà anh vô phòng của em thì Khôi cũng hỏi anh câu đó hay sao? Vậy, vậy tức là Khôi sẽ được lựa chọn ưu tiên nhiều hơn em. Trên xe lại là Khôi, lại là người được ngồi kế anh cũng không phải là em. Em thì cái kiểu không thích kiểu như là Khôi lên thì em em sẽ bực dọc Khôi hay là gì đó thì thấy em làm gì đó. Ai muốn lên thì cứ lên, ai muốn qua thì cứ qua, ai muốn ở chung thì cứ thoải mái, em cũng thoải mái. Thì bực thì bực thì phải bực thôi, nhưng mà làm được gì giờ? Anh có để ý từ lúc mà chơi trò chơi hôm qua, lúc với Su Su tới bây giờ không? Anh có thấy em có khác gì không? Em rất là khó chịu. Thì anh đã có quyết định cho mình chưa? Anh hả? Em đoán thử coi. Nói chung là thì theo thôi, ví dụ như hiện trong đầu em cũng nghĩ được phần nào kết quả rồi. Anh sợ là kết quả ngày mai nó cũng khá là bất ngờ và sẽ sợ người ta từ chối. Vì nói chung thì anh đặt đúng đối tượng thì nó sẽ khác. Thì tại sao anh, nếu anh sợ điều đó mà tại sao anh không thử chọn một cái option khác? Nhưng mà cái đối tượng này là anh thấy đồng quan điểm và thấy cá tính khá là mạnh thì anh thích nên anh chọn, nhưng mà anh sợ rằng là người ta sẽ từ chối. Thì em có lời khuyên gì không? Em còn đang phân vân, em còn không biết em đang nghĩ gì và em đang chuẩn bị làm gì nữa, thì làm sao em khuyên anh được? Từ hôm qua, không phải là hôm qua nữa, mà từ bắt đầu em bỏ chương trình thì em đã nói với anh rồi, người lấy ý của em là anh. Từ hành động nhỏ, từ ánh mắt anh nhìn ai, hay là anh đi chơi với ai, hay là anh chọn người nào đó chơi một trò chơi, thì em đều quan sát. Và đôi khi em sẽ cảm xúc em cũng bị trùng á, bị trùng xuống, nhưng mà em cũng phải cố gắng vì chương trình. Em không thể nào mà cấu khó hay giận dỗi hay là bỏ đi hay là gì đó.
thì cũng có đôi lúc mình sẽ bị buồn, nhưng mà mình buồn thì một phút nào đó thì mình cũng phải dịu lại để mình có thể hòa nhập được với mọi người nữa. Em sẽ có một sự lựa chọn và duy nhất là anh, và sẽ không có một cái lý do nào để em thay đổi. Anh thì anh rất thích cá tính của em. Thật sự chơi là chơi hết mình, nói là giữ lời, thật sự. Và buồn là buồn ra mặt vậy đó. Anh rất thích cái cá tính này bởi vì anh cũng là một con người cũng như vậy. Thì nói chung chúng ta sẽ còn 24 tiếng nữa để ở bên cạnh nhau. Thì tại vì hiện tại tới bây giờ cảm xúc anh thì nó, câu trả lời nãy giờ của anh đó là cảm xúc anh tới ngày hôm nay thôi. Bây giờ anh hỏi em một câu nha. Ví dụ ngày mai anh không tặng bông cho Khôi mà là một người khác, thì em nghĩ người đó là ai? Học đã nói hết những gì trong lòng mình với Quý. Rồi, để lên. Mình chỉ có 7 giây thôi. Rồi, con này cái gì mà nó nhoi hoài luôn á. Rồi, xong. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi tiệc đêm cuối cùng tại nhà chung thật hoành tráng. Bôi lớp mùa 2, ai cũng đẹp trai, vô! Người ăn! Bên đây nhà chung! Hơi xù nha! Dạ, các chị em suốt này ạ! Không bé ơi! Bà tự nói, bà tự tạo miếng, bà tự cười luôn! Bà tự thấy đơ luôn, thấy bỏ luôn! Không, cũng là bị sượng á. Em bị sượng giống như lúc đầu mới bị xuất, lúc đầu mới xuất hiện vậy đó. Vô ấy mọi người. Đúng rồi, nhà có nhà có đầu bếp có khác ha. Từ ba đầu bếp. 1 2 3 vô. Trời sao yếu vậy. Và không thiếu những trò chơi thú vị. Trò chơi đầu tiên, ai nhanh trí hơn? Nói chung là em phải nhảy bén mới lắm. Trời trời, tôi su rồi. Cặp đầu tiên thi đấu là Tuấn và Kỳ. Trời, anh đã ghét nhỏ này từ rất là lâu rồi. Hôm nay mới có việc xử đẹp đó. Chị em có thể dừng chị rồi. What? Không mẹ ơi. Kể tên ba thành phố ở miền Bắc. Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh. Bấm. Trời. Kể tên ba trang phục truyền thống của Việt Nam. Áo dài. Trời gì nữa ta? Không nhớ. Anh dạ. Áo dài tứ thân. Kể tên ba động vật có thể nuôi được trừ chó và mèo. Chim, sáo. Chim là sáo rồi đó. Có, để cho ta trả lời đi. Kỳ Phạm Luật và Tuấn được tính điểm cho câu hỏi này. Để cho người ta trả lời. Kể tên ba việc làm khi đến bãi biển. Tắm biển, chụp hình. Xong mới bấm. Đã trả lời xong mới bấm. Xong mới bấm nè. Áp lực gì em không áp lực gì. Thoải mái đi, trò chơi mọi người. Không cảm thấy đâu. Nói xin chào bằng ba thứ tiếng. Hello. Good morning. Hi. What? Ba thứ tiếng đó là một tiếng một à. Hết giờ. Thì thua câu sao đâu. Thua một câu sao đâu. Ba tên gọi thông dụng của gay là gì? ZMBT. Mình đang bóng giờ. BD. Hết giờ coi. Dạ thôi. Em đã thua. Hồi nãy chị đó là em vừa chị, đó. Bê đê gây. Cái đẹp chậm nó luôn lên. Rung lắm mọi người. Rung lắm đó. Rung lắm đó. Cặp đôi tiếp theo là Dầu và Quý. Ai sẽ hơn ai đây? Kể tên ba phim Việt mà bạn biết. Thiên Bản Anh Hùng, Tấm Cám, Trạng Nguyên, Trạng Quân. Hên dưới trời. Không, từ từ nữa, thấy câu khó dần lên. Ba app hẹn hò mà bạn biết. Tinder, Grindr, Blue. Nói là hiểu rồi nha. Ba món ăn thông dụng của người Việt Nam. Cơm, phở, hủ tiếu. Dễ. Ba bài hát Việt mà bạn thích. Đất, lòng mẹ, cho lên ba kiểu mấy bạn. Không biết. Ba biệt danh bạn sẽ đặt tên cho người yêu. Honey, em yêu, người yêu. Cố lên anh. Ba vật dụng không thể thiếu trong phòng tắm. Xà bông, sữa tắm và khăn tắm. Tỷ số hòa nhau, bất phân thắng bại. Rồi, ai lợi nè, cho mày ai lợi nè. Dữ vậy. Cặp tiếp theo sẽ là Minh và Học. Hai vợ chồng đấu nhau. Quá nhiều em ạ. Anh chỉ trả lời cho sở thích của anh cũng dễ đúng không? Ba điểm khiến bạn thấy người mình thích là quyến rũ nhất. Nách. Vũ. Bụng.
Ngập đeo kẹo vô. Ba thời điểm mà bạn ghét nhìn thấy của người yêu nhất. Đi đi với người yêu cũ, ngủ ngáy và thức khuya. Không sao. Kể tên ba người yêu cũ của bạn. Khôi, Bảo, Hùng. Kể tên ba bài hát thiếu nhi. Cháu lên ba, em là một non của đảng. Cháu chúng nó gì? Kể con đúng rồi. Sao hai con em không có liền? 1, 2, 3, vô. Từ từ đấy trời, nó đang đắp đi mà ngộ vậy trời. Đúng không này chồng? Em thua rồi đấy, em quạo đấy nha. Thôi bớt quạo đi. Kể tên ba bài hát về mưa. Con đường mưa. Mưa trên cuộc tình. Kể tên ba người bạn đã hẹn hò trong chương trình. Khôi, Bảo, Quý. Minh đã chiến thắng trong phần thi. Bảo và Khôi, ai sẽ là người nhanh trí hơn đây? Ba điều khiến bạn yêu người yêu bạn. Trung trắng, trung thành, trung thủy. Trung thành, tại sao lại trung thành? Đúng trung rồi, trung thành là mất tính mà. Trung thành, thì chúng ta thích thôi. Hết giờ luôn, hết giờ. Hết giờ luôn. Cố lên, hết giờ luôn. Ba điều khiến bạn yêu người yêu bạn. Ba nhóm nhạc Việt Nam mà bạn biết. HKP, Mây Trắng. Không thì chỉ có mấy câu hỏi này sao lại không hỏi em đi trời. Thôi tại em lạnh lắm. Ba món ăn điển hình của Hàn Quốc. Tteokbokki, mì trộn, kim chi. Ba loài chim mà bạn biết. Chim sáo, chim xe sẻ, chim vàng anh. Thắng rồi. Xuất sắc. Ba nơi bạn muốn hôn người yêu của mình. Mắt mũi môi. Ba nơi mà bạn muốn hôn người. Mắt mũi môi. Và tiếp theo là đấu vòng đặc biệt cho những người chiến thắng, Dâu và Quý. Rồi, để coi đứa nào sẽ thắng. Ê, cặp đôi bí ẩn nè. Qua đây ha, mai công bố. Cây gì không có lá. Rồi, anh Quý ơi. Rồi, anh Quý chạm chuông. Cây gì không có lá? Cục điện. Không có lắm giờ chứ. Cây gì không có lá? Chàng Quy trả lời mà. Nói đi anh. Cái cục điện. Dâu thắng. Rồi, thắng rồi. Cây gì không có lá? Cây tâm. Tiếp theo là Minh và Tuấn. Ba hành động bạn thích người yêu của bạn làm với bạn khi ở một mình. Hôn, ôm, hửi đắp. Ba hành động bạn thích người yêu bạn làm với bạn khi ở đông người. Hôn, nắm tay. Hồi nắp đi. Hồi nắp. Một mình mà. À đông người không thích hồi nắp. Khi lần đầu tiên gặp, điều gì khiến bạn ghét đối phương? Làm biến quá lộ, bận đồ sến. Ba món đồ mà bạn sẽ mang đi khi ra đảo hoang một mình. Kem đánh răng, kem chống nắng, sữa tắm. Ba hành động mà bạn sẽ làm trước khi ngủ. Đánh răng, súc miệng, rửa mặt. Ba trò chơi game offline mà bạn thích. Đua xe, đua ngựa, chơi bắp. Ba cuốn sách mà bạn đọc gần nhất. Ba thành viên mà bạn có tình cảm trong ngôi nhà chung. Quý, Bảo, Tây. Tuấn thắng. Không, nói về cái câu của anh ấy hơi khó. Đúng rồi. Không phải. Không phải. Anh xui. Tiếp theo là cặp Khôi và Dâu. Kể tên ba nhân vật trong truyện Kiều. Thúy Nga. Kể tên ba bài hát có từ yêu. 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 Hòa nhau. Kể tên ba chương trình thực tế của LGBT. Love How Boy Love, Công An Quốc Ra Ánh Sáng, Bạn Muốn Hẹn Hò.
đâu. Bạn muốn ăn ngọt đâu phải. Cơm mau và bạn ăn chưa mới đúng luôn chị. Ba phong cách thời trang mà bạn thích. Đơn giản, trẻ trung, sexy. Ba môn học ngày xưa mà bạn thấp điểm. Toán, lý, hóa. Trời ơi. Dễ đọc. Và phần còn lại là cuộc chiến của Dâu và Tuấn. Em không đỡ thắng. Em nói thiệt. Có gì một chút gì đó nhường cho người già đi em. Nhường nha. Nhường cho người lớn rồi. Nhường riêng cá nhân chứ không phải là cặp đôi. Thôi rồi, anh tin em. Cá nhân em cũng muốn nhường đỡ. Trời ơi, nắm tay rồi, rồi, tính thua rồi. Buông tay bấm chuông bà nội ơi. Kể tên ba bài hát của US UK. Hello summer. Kể tên ba bài hát tiếng Nhật mà bạn biết. Kể tên ba loại trứng trừ trứng gà. Trứng ngỗng, trứng chim, cút chim. Hay quá Tuấn ơi. Kể tên ba vật dụng có trong vali của bạn. Máy sấy, quần áo. Kể tên ba ca sĩ Việt Nam mà bạn thích. Đại Minh Hân, Hồn Hà, Quang Linh. Và người chiến thắng cuối cùng là Dâu. Câu này quá dễ luôn. Mày không dễ. Không dễ. Những chia sẻ lắng lòng mình lại đã được các thành viên thổ lộ cùng nhau trong đêm cuối cùng này. Anh mời Khôi, Khôi cảm nhận đi. Cảm nhận của Khôi hả? Thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà Khôi được trải nghiệm một cái chương trình thực tế như vậy. Cái cảm giác mà đứng trước máy quay, đứng trước mọi người, xong rồi được vô tiếp xúc với mọi người trong từng nhà chung. Mỗi người là một cái tính cách khác nhau, thật sự là cũng... có, trong nhà mình cũng có xuất hiện nhiều tranh cãi, rồi cũng có lúc vui, lúc buồn, cãi nhau xong rồi cũng gặp nhau trực tiếp để làm quà. Khôi nghĩ là cuộc sống, những người mà đến với mình thì nó đều có lý do cả. Khôi nghĩ có thể là cuộc đời cho tụi mình gặp nhau kiểu như là nó có sự sắp đặt gì, có thể là tại lý do này, mình không biết nó là sao, nhưng Khôi nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra là chúng mình gặp nhau như này là đều có nguyên do của nó cả. Thì Khôi nghĩ nếu đã được gặp nhau thì mình cứ để nó là những kỷ niệm đẹp, mãi đẹp trong nhau. Để sau này khi mình nhắc lại, nó luôn là một cái ký ức gì đó đẹp đẽ trong mỗi đời của chúng ta. Khôi thì xin chúc mọi thành viên trong cái ngôi nhà chung của mình sau khi rời khỏi ngôi nhà chung thì phải hạnh phúc, và nhất định phải hạnh phúc với những cái mà mong muốn và lựa chọn của mình. Khôi hy vọng mọi người nhất định là đừng bao giờ từ bỏ hay là mất niềm tin vào cái tình yêu vào giới của mình. Khôi chắc chắn là một điều là tình yêu trong giới mình có thể khó tìm hơn hoặc là trong đối với các giới khác, nhưng Khôi tin rằng ở đâu đó đang có một người đang chờ đợi chúng ta và sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta khi chúng ta đủ tốt. Tên mình trong những hoạt động hàng ngày cũng như là vui chơi, ăn uống thì thấy mọi người rất là hết mình, đặc biệt là Tuấn và anh Giàu. Còn mọi người còn lại tuy làm không có việc nấu nướng, không có biết làm, thì mình sẽ làm về những cái rửa chén hoặc là set up gì đó. Khi mà mình đã tham gia một ngôi nhà chung rồi, thật sự mình muốn cái niềm vui nó nhiều hơn và đã được như mong muốn. Biết được hai người anh chung team rất là vui và hạnh phúc. Và team còn lại thì các bạn rất dễ thương và hòa đồng. Mình tin chắc rằng đây là một kỷ niệm có lẽ là mình sẽ nhớ mãi. Và mong rằng sau chương trình này mình còn những cuộc vui gắn kết lại với nhau, anh em mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người.
Nhưng mà Bảo muốn chia sẻ cảm xúc. Thật ra là đến với chương trình này thì Bảo cũng mong muốn là có thể thử thách bản thân mình hơn và kiểm tra xem là bản thân của mình có thật sự tự tin với cuộc sống hay không. Cũng như là ngày hôm nay thì Bảo cảm nhận được là tất cả tình thương của mọi người cũng như là tất cả chị em trong phòng team Hướng Viên Trắng cũng như là tên cầu vồng vậy đó, thì các em mình cảm nhận được tất cả mọi người cũng đều có một cái sự tình thương như dành cho nhau lắm không? Không, không thì thật sự Bảo rất là vui và không cảm nhận của Bảo là thì về mọi người thì Bảo cảm thấy là hồi Bảo cũng đã chia sẻ hết, tức là tất cả mọi người cũng có những cái cuộc hẹn và cũng đã có những cái lời nói chưa riêng và cũng có những cái lời nói mà Bảo chưa có nói. Thì Bảo hy vọng là cái mặt này Bảo sẽ giữ cho ngày mai cho cái người đặc biệt của Bảo. Thì nhớ là em lưu ý, thật sự là 7 ngày trôi qua của tụi mình á không dài mà ngắn cũng không ngắn. Thì thật sự là khi mà tới cái chương trình này á, cái mục tiêu đầu tiên á thì mình là kiếm người yêu. Nhưng trong khi mình đang tìm người yêu, lúc đó thì mình đã phát hiện ra những người bạn rất là dễ thương. Mình đã kết bạn được rất là nhiều người dễ thương, ví dụ như là team Hướng Dương Trắng và team Cầu Vòng. Và cũng nhờ chương trình này mà mình nói chuyện lại với được Mộng Anh. Đã, hai đứa người đã ghét, đã giận nhau được rất là lâu. Và không biết rằng là sau chương trình là tụi mình còn thân hay không, như giống như chương trình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ hội để hai đứa có thể gần nhau và hiểu nhau hơn thời gian vừa qua. Và cũng như tìm được những người mà đồng quan điểm với mình. Và cũng thật sự là nhờ chương trình này á, Quý hy vọng á, là ngày mai sẽ có rất là nhiều happy ending xảy ra. Chứ không phải là chúng ta là tới đây chúng ta là giao lưu, học hỏi hay gì đó, trải nghiệm, mà Quý mong rằng ngày mai sẽ có happy ending thật. Và cái điều cảm ơn cuối cùng á, là cảm ơn ban tổ chức và ekip đã tạo cho mình một cái chương trình và một cái cuộc gặp gỡ nhau rất là lãng mạn. Tại vì Quý đã từng làm cho hậu trường rồi, nên Quý biết rằng là thật sự là để cho những cái bữa ăn của tụi mình như thế này á, rất là kỳ công và rất là cực lắm. Tụi mình thấy tụi mình nướng đồ như vậy thôi mà mọi người chuẩn bị rất là cực nhiều thứ. Nên chúng ta cũng phải cảm ơn mọi người rất là nhiều về những cái cuộc concept nè, ý tưởng đưa ra mỗi ngày. Và trong cái thời buổi này nữa rất là khó khăn, nên chúng ta có thể cảm ơn. Thì nói chung là như thế thôi. Còn ngày mai chuyện gì đến nó sẽ đến. Nên mọi người hãy vui hết đêm nay. Vui, nếu mà mọi người có buồn, có gì ẩn khuất hay là có gì thầm kín nhất thì mọi người có thể chia sẻ hết lòng giùm em đi. Em chia sẻ hết đó. Em hồi bữa giờ là em vô đây em không có muốn giấu một cái gì cảm xúc gì. Em vui, em buồn, em thích ai, em thương ai, em ghen cái gì em cũng nói cho mọi người hết trơn á. Thì mọi người thể hiện ra hết đi, đừng giấu nữa. Còn ngày mai nó hết gặp rồi, còn đêm cuối nữa. Thời gian trôi qua nhanh, lời thương lấy mến trao người. Thời gian ta bên nhau, cũng đã đến lúc bạn ơi. Hãy tin, hãy tìm niềm vui của chính riêng mình. Và dành trọn con tim, yêu người ta đã trao. Còn trong đêm nay thôi, người ơi, người ở phương trời. Còn trong đêm nay thôi, ta ngồi bên mái nhà chung. Hãy vui, hãy cười, vì đêm mình cách xa rồi. Và cầm chặt tay nhau, xin một lời chúc nhau. Và đây là một bài hát mà nói chung là cũng giữ lại những kỷ niệm vui cũng có và buồn cũng có. Nói chung là tất cả những gọi là cảm xúc của mọi người và cảm xúc của Kỳ đã gửi bài hát và gửi tặng đến tất cả các thành viên trong ngôi nhà chung. Và đây cũng là một món quà nho nhỏ và mong mọi người sẽ nhớ và coi như là một kỷ niệm đẹp cũng được và buồn cũng được. Và mong mọi người sẽ đón nhận nó và ủng hộ và bài hát này cho dù hay hay dở cũng được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi về chỗ đi mấy bà, khóc hoài. Rồi ngồi đó luôn đi. Không, em ngồi đây được. Rồi tụi mình chia phe chia phái ra đi. Thôi, chị ngồi đây đi. Không, bây giờ mình hỏi cảm xúc khi đừng mà nói nữa. Khi ba người đầu tiên nghe, ba người chưa nghe bài hát này thì cảm nghĩ như thế nào? Anh Minh với là anh Quý với là anh Giàu. Thật sự là anh là cái người phải gọi là cũng hơi dễ xúc động.
Từ từ khoan nè. Không thích. Nghe thích không? Thích. Thích thiệt không? Thích thiệt. Anh anh đang kiềm chế rất là nhiều. Tại vì anh cũng muốn là chương trình mà nó cứ nhiều nước mắt quá. Tại lúc đầu tiên anh cũng nói là anh muốn tiếng cười nhiều hơn. Nhưng anh tin chắc rằng đây là cảm xúc thật nhất hiện tại bây giờ. Và có thể anh sẽ không bao giờ quên. Hai anh là muốn chia sẻ trước. Thật ra cái bài này á là nói về nhiều ý nghĩa, về tình bạn, về tình cảm, về tình yêu này nọ và tình anh em trong gia đình với nhau. Và không biết rằng là giống như là một câu chúc nữa, không biết rằng ngày mai sẽ ra về với ai, thì cũng thì Kỳ cũng mong muốn là sẽ chúc hạnh phúc cho từng thành viên trong gia đình. Thì anh thì anh cảm nhận là thế mà Kỳ mà sáng tác ra 20 phút mà cái bài này thật sự là Kỳ là để rất là nhiều tình cảm cho nó. Và anh thì anh nghe, anh là một người nghe nhạc, thì anh cảm nhận, anh thấy rằng là tình cảm của Kỳ trong đó rất là nhiều. Thì thay mặt mọi người thì anh cũng cảm ơn. Và anh cũng khá là bất ngờ khi mà biết bài này do Kỳ sáng tác. Đúng là nhỏ mà có võ. Khoan, bây giờ để im cho Kỳ hát một mình ơn cái người sáng tác ra và gửi muốn gửi đến tình cảm này nó hay một cách kinh khủng khiếp luôn. Thật sự, xin mời Kỳ hát. Vì anh đã nghe bài hát này chính tay Kỳ cầm viết và hát cho anh nghe rồi. Nói chung thì bây giờ em cũng hơi lê lân. Cho nên là cái bài hát này nếu như mà để chia đạt một cách mà ngọt ngào nhất á, thì chắc giọng chỉ có một mình là anh Hậu là cái người mà có giọng hát ngọt ngào nhất để truyền đạt cái cảm xúc này đối với mọi người. Nhưng mà em là cái người sáng tác ra bài hát này, cho nên là cái cảm xúc của em sẽ đặt vào cái ca khúc này. Nhưng mà rồi em hát thì không có hay bằng anh Học. Cho nên bây giờ nếu mọi người thích thì muốn nghe thì em có thể hát tặng cho mọi người. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không hay bằng Học. Nhưng mà mọi người có gì bỏ qua cho em nha. Yeah. Thời gian trôi qua nhanh, lời thương lời mến chào người. Thời gian ta bên nhau cũng đã đến lúc bạn ơi, hãy tin, hãy tìm niềm vui của chính riêng mình và dành trọn con tim cho người ta đã trao. Chỉ còn đêm nay thôi, người đi người ở phương trời. Chỉ còn đêm nay thôi, ta ngồi bên mái nhà chung, hãy vui, hãy cười vì đêm mình cách xa rồi. Và dành trọn con tim xin một lời ta chung nhau. Sau những lời hát ngọt ngào và sâu lắng, mọi người cùng chia phòng theo yêu cầu của ban tổ chức. Các thành viên của chúng ta sẽ bị tách ra hai nhóm và không được gặp nhau cho đến khi tỏ tình. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài nhất với tất cả mọi người. Rồi ngày mai, những hy vọng về những tình yêu đẹp trong ngôi nhà chung Boys Love mùa 2 của chúng ta sẽ có kết quả thật mỹ mãn. Bảo và Dầu vẫn đang giữ chặt tình cảm cho nhau. Quý và Khôi cũng có phần rõ ràng hơn về đối phương. Học vẫn một lòng hy vọng ở Quý vào ngày mai có sự thay đổi bất ngờ. Minh và Kỳ vẫn đang còn mập mờ về tình cảm dành cho nhau. Còn Tuấn thì vẫn giữ tình cảm của mình dành cho Dầu. Kết quả không còn xa, chúng ta đã cùng các chàng trai Boys Love mùa 2 sắp về đến đích. Các bạn hãy chờ xem tập cuối đầy cảm xúc này nhé. Hãy đón xem tập tiếp theo của Voice Love vào lúc 20 giờ thứ tư trên ứng dụng Netlove và kênh YouTube MCV Media.